hồi với phóng viên báo Lao Động về ồn ào bình luận tranh cãi xoay quanh ca sĩ Tùng Dương cover bài hát nhạc phim Mai của Trấn Thành. Hà Trần cho biết đã liên hệ nam ca sĩ để giải thích, nhưng đàn em chưa phản hồi về việc này. Cô tiết lộ bản thân và giọng ca Con Cò không có mâu thuẫn trước đó vì cả hai thân thiết nhiều năm. Sự việc thời gian qua chỉ là hiểu lầm. Hà không bình luận về Tùng Dương nhé. Đó, cái lời bình luận của Hà, Hà có nhắc tới Trấn Thành. Cái chữ no shame đó, nếu mà hiểu ra là không thể thẹn, không ngượng. Đó, Hà có nói đến Trấn Thành. Dương ấy, có lẽ là bị hiểu lầm Hà, không phải hiểu lầm mà hiểu quá sai. Và một số bộ phận khán giả thì cũng đưa đẩy cái câu chuyện đấy nó đi một cái hướng không có tích cực. Thì khi câu chuyện xảy ra thì thực ra là lúc đó cả ekip đang quá là táo hỏa về cái live show và cái sự chuẩn bị này. Và mình không theo dõi cho đến khi những người thân thiết gửi cho Hà cái tờ báo. Thì Hà có gọi cho Dương và có nhắn tin, nhưng mà Dương chưa phản hồi. Hà nghĩ là bây giờ Dương chắc cũng đang bận với việc riêng của Dương ấy, thì hai chị em chưa có nói chuyện lại với nhau sau cái việc đó. Hiện tại, nữ ca sĩ Hà Trần đang bận rộn với live concert Thiên Hà Tinh Khôi. Cô nói sẽ để lại tin nhắn chờ Tùng Dương phản hồi. Nữ ca sĩ nói bản thân không lăn tăn về vụ việc vừa qua và mong khán giả không đẩy sự việc theo hướng tiêu cực.